Tin nóng xin biết sáng ngày 26 tháng 7. Nhiệt Ba Dương kỷ niệm, tinh hà sản lạn Trầm Vụn Hương Phái gặp bất ổn. Đã lên sóng rồi mà hai bộ phim của Ngô Lỗi và Lộ Tư, Dương Tử Thành Nghị vẫn gặp khá nhiều rắc rối, không thể khiến cho khán giả yên lòng thưởng thức gì cả. Và thêm một vài tin tức mới sẽ được làm rõ trong bài điểm phim Hoa Ngữ ngày hôm nay nhé. Bảng xếp hạng lượt xem phim trực tuyến. Kết thúc buổi chiếu ngày hôm qua, Trầm Vụn Hương Phái thu về 85,89 triệu lượt xem. Con số này tuy đã giúp màn hợp tác của Thành Nghị Dương Tử giành ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng VinInkết, song cũng gây ra không ít tranh cãi. Đặc biệt phải nói tới cú lừa mà khán giả của Trầm Vụn Hương Phái vừa nhận khi xem hạp tập mới nhất. Chẳng là ban đầu khi xem trailer, ai ai cũng hy vọng bộ phim tiêm hiệp này kết thúc có hậu. Ai mà ngờ được những cảnh hạnh phúc của nhân đàm Dương Tử và ứng Uyên Thành Nghị chỉ là trong mơ mà thôi. Như vậy rất có thể sau khi nam chính gia nhập hội bạc đầu vì tình thì những phân cảnh ngược tâm ngược thân của Trầm Vụn Hương Phái cũng lần lượt hé lộ. Tuy nhiên điều khiến cộng đồng mạng lo lắng nhất đã đặt Thành Nghị và Dương Tử có diễn tới để chúng tôi khóc hết nước mắt hay không thôi. Đứng ở vị trí thứ 2, 83,82 triệu lượt xem, tinh hà sản lạn cũng có tình trạng bất ổn không thua kém. Fan của Lộ Tư Ngô Lỗi đang đứng ngồi không yên khi hay tin phim có thể sẽ phải dừng lại giữa chừng bởi vì phần 2 chưa qua khẩu kiểm duyệt. Thậm chí chúng tôi còn nghe nói rằng khoảng thời gian trống sắp tới, Tencent sẽ chèn ngay bộ định luật tình yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải. Còn phần tiếp theo của tinh hà sản lạn với tên gọi Nguyệt Thanh Thương Hải có khả năng đến tận tháng 9 mới lên sóng. Nhiệt độ phim chiếu đài. Chúng ta cùng sang bảng xếp hạng nhiệt độ của các bộ phim truyền hình. Sau buổi phát sóng tới qua định luật cơ bản của thiên tài, thu về 80,64 triệu lượt xem, đứng top 1 trong bảng VinInkết. Trong những tập đầu tiên, dàn sao nhí mới là tiêu điểm chính. Lôi Giai Âm, Trương Tử Phong, Trương Tân Thành chưa xuất hiện nhiều. Ấn tượng của chúng tôi là các em nhỏ diễn cực kỳ xuất sắc, biểu cảm linh động, độc thoại còn mượt hơn nhiều anh chị diễn viên hiện giờ. Kể đó ở vị trí top 2, Thiếu Niên Phái 2 đang có 78,01 triệu lượt xem. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Lệ Dĩnh đứng ở vị trí thứ 3 với thành tích 68,48 triệu lượt xem. Phim Dương Dương Nhật Ba kỷ niệm 1 năm, Thiên Tỷ vẫn đóng phim mặc ồn ào. Bên cạnh đó một vài bộ phim hot cũng có động thái mới trong ngày hôm nay. Bạn còn nhớ hay đã quên một năm về trước chúng ta đang ngập trong đường của cặp đôi màn ảnh Dương Dương Địch Lệ Nhật Ba. Những tưởng hai diễn viên đã xoay couple, đi nhận phim mới và không liên quan nhau nữa rồi. Thế mà nhân dịp kỷ niệm 1 năm phát sóng, Tencent còn mở bán luôn gói kỷ niệm VIP. Trong đó ngoài những tấm poster chưa từng được công bố, còn có một vài clip hậu trường tình bể bình của Kiều Hạnh Phu Phụ. Chúng tôi có cảm giác không khí toàn dân, đẩy thuyền năm nào đã trở lại. Trong một diễn biến khác, ngày hôm nay blogger đã hé lộ tạo hình phim mới của Dịch Dương Thiên Tỷ. Như vậy ồn ào nam diễn viên vẫn nhận đóng phim mới đó thôi. Vậy mà mấy hôm trước có người bảo với chúng tôi, anh đã bị đạo diễn Trương Nghệ Mưu lại vai chứ. Thật không thể tin được. Xem ra chồng lương của Dịch Dương Thiên Tỷ khủng thật. Bảo sao người ta cứ gọi anh thái tử xì bít hàng riêu. Để kết thúc bài điểm phim Hoa Ngữ ngày hôm nay sẽ là tấm poster mới nhất mà đoàn phim Lạc Lối Dưới Dòng Cô Luân vừa tung ra. Được biết bộ phim của Hứa Khải, Trung Sở Hy sẽ chính thức ra mắt, gửi tới khán giả từ ngày 27 tháng 7 tới đây. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pvlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.